chào tất cả mọi người, chúc mọi người ngày mới an vui và luôn happy trong cuộc sống của mình nhé. Và chủ đề ngày hôm nay Ngọc Hiền chia sẻ là mọi người đừng bỏ qua. Và đặc biệt ngày hôm nay Ngọc Hiền ưu đãi một suất rất là VIP luôn, mà một năm chỉ có một lần thôi, đó là trợ giá về bộ môn sinh trắc vân tay để quý phụ huynh có thể làm cho các con. Và hãy xem video này ở khúc cuối nhé. Và chủ đề ngày hôm nay Ngọc Hiền xin phép được chia sẻ đó là về cái bộ môn sinh trắc vân tay. Phụ huynh thường hay hỏi cô ơi, sinh trắc vân tay là gì? Như vậy mình có nên coi cho con hay không? Và tại sao mình phải coi, và mình coi mình có cái lợi ích gì trong này? Thì ngày hôm nay Ngọc Hiền cũng sẽ giải thích về cái phần sinh trắc vân tay. Riêng bản thân Ngọc Hiền từ xưa đến giờ là Ngọc Hiền sẽ không có tin, tại vì Ngọc Hiền là đạo công giáo và Ngọc Hiền sẽ không có mê tín dị đoan. Thực sự cái gì khoa học là Ngọc Hiền sẽ tin và Ngọc Hiền sẽ áp dụng theo. Riêng cái sinh trắc vân tay thì là một cái bộ môn khoa học, và đây là cái công cụ để chúng ta phát hiện cái thế mạnh của các con mình. Và vì sao ạ? Để mà phát hiện thế mạnh của các con á, thì chúng ta có rất là nhiều cách. Chúng ta có thể là cho các con trải nghiệm thật là nhiều môn học, học toán, lý, hóa, văn, sử, địa, bên cạnh đó cho con học vẽ tranh, học đàn, học múa, hát, tất cả các môn. Thì khi các con va chạm vào cái môi trường đó thì chúng ta mới phát hiện được con có năng khiếu về cái đó hay không, có thế mạnh về cái đó hay không, để mình đầu tư và phát triển cho con đúng cái thế mạnh của mình. Tuy nhiên cái quá trình đó không phải quý phụ huynh nào cũng làm được. Thứ nhất là đòi hỏi có kinh tế, đúng không ạ? Có kinh tế thì chúng ta mới cho các con trải nghiệm nhiều môn học. Còn nếu như chúng ta không có kinh tế thì chúng ta không thể nào cho con trải nghiệm. Và cái cơ hội phát triển thế mạnh của con lại không có, đối với những gia đình mà khó khăn đó. Thì cái công cụ sinh trắc vân tay mình chỉ làm một lần thôi, mà mình có luôn có cái sơ đồ để phát triển thế mạnh cho con. Ví dụ khi chúng ta phân tích về cái bộ môn sinh trắc vân tay này nè, thì nó sẽ phân tích cho chúng ta cấu trúc não bộ của con mình như thế nào, mỗi nơi nó được bổ nhiệm mỗi cái nhiệm vụ chức năng khác nhau như vậy, thế mạnh về vận động con như thế nào, về nhận thức của con như thế nào. Thì trong cái bản sinh trắc vân tay này phân tích rất là rõ luôn điểm yếu và điểm mạnh của các con, và tố chất bẩm sinh của con là gì được thể hiện rõ hết luôn quý thầy phụ huynh. Và từ đó mình biết cái thế mạnh của con, mình định hướng cho con, và đặc biệt ra cho mình một cái ba rem về nghề nghiệp luôn. Sau này con sẽ thải vô cái môi trường này, con sẽ phát triển tối ưu, tại vì cái tố chất bẩm sinh của các con đã có với cái sự định hướng của chúng ta về tác động về môi trường một cái ngày như vậy, thì vô tình con lại đạt được tối ưu trong cái quá trình phát triển bản thân của mình, mà chúng ta không hề lo lắng là đi bị ngược dòng. Tại vì khi mà mình làm sinh trắc sẽ phát hiện ra được thế mạnh nè, con thuộc nước núi, nước ngược, đại bàng hay là những cái nước tiếp khác, thì mỗi cái tiếp nó có cách giáo dục và cách can thiệp khác nhau, nó rất là dễ dàng luôn. Tại vì mình đã thấu hiểu được con rồi, mình hiểu con có nhược điểm gì, ưu điểm gì, và cả gia đình, cả vợ chồng đều hiểu được điều đó, và mình tác động và mình phối hợp với con rất là nhẹ nhàng khi chúng ta làm cái bộ sinh trắc vân tay này. Và đặc biệt ngày hôm nay cô Ngọc Hiền sẽ trợ giá một năm chỉ có một lần thôi, từ 3.850.000 thì ngày hôm nay chỉ trợ giá 2.000.000 thôi, để tất cả quý phụ huynh có thể có được một cái bản đồ hoàn hảo cho con, để chúng ta nuôi dạy con được nhẹ nhàng hơn. Và quý phụ huynh hãy liên hệ với cô Ngọc Hiền trong ngày hôm nay nhé, để mình nhận được cái ưu đãi này. Cô Hiền xin chào tất cả mọi người.